Lại đi. Sao anh ạ? Rồi, Sao bên này về đi. sang bên phải ấy. Rồi. Tốt. Rồi, tốt. Rồi, tốt. Để thực hiện kỹ thuật đánh cầu bên trái, các bạn lấy gót chân trái làm trụ, xoay người sang bên trái. Đồng thời với xoay người sang bên trái thì tay phải chúng ta cầm vợt, lăng vợt từ trước ra sang trái, ra sau. Lúc này trọng tâm chúng ta dồn vào chân, chân trái, đầu gối khịu, chúng ta đứng trên mũi chân, chân phải. Vợt ra sau, mặt vợt ở phía sau cán vợt. Vai phải chúng ta hướng lưới, tạo thành tư thế chuẩn bị đánh cầu. Để thực hiện kỹ thuật đánh cầu, chúng ta lăng vợt từ trên xuống dưới ra trước, kết hợp với chuyển trọng tâm từ chân trái sang chân phải. Tới điểm tiếp xúc thích hợp nhất là ở trách trước mũi bàn chân trái và ngang với tầm gối. Khi tới điểm tiếp xúc, lúc này chúng ta sẽ chuyển trọng tâm từ chân trái sang chân phải, kết hợp với lực cổ tay, hất cầu ra trước, hất cầu ra trước, sau đó nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị. Rồi, tốt. Rồi. Đánh ngay, đánh thẳng, đánh thẳng, đánh thẳng lên. Đấy. Chứ không phải là hất sang bên chéo mà hất theo đường thẳng này, hất theo đường thẳng. Rồi, sử dụng cổ tay. Rồi, dừng. Của em bị cứng quá, em gò như này, thoải mái ra này, đứng thoải mái này, hất thẳng về trước này. Đấy.